Các anh chị sẽ học cái slide này ha. Thứ nhất là các anh chị phải hề tìm hiểu cho tôi những cái con vi khuẩn gram âm mà hiếu khí gồm có những vi khuẩn nào. Gram âm hiếu khí gồm có những vi khuẩn nào? Hemophilus influenza nè, Klebsiella nè, Proteus nè, Acinetobacter baumannii nè, Pseudomonas aeruginosa nè, cho khuẩn mú xanh đó. Rồi đó, những cái đó. Còn cầu khuẩn gram âm mà hiếu khí mình có Neisseria meningitis và Neisseria gonorrhea, được chưa? Gram dương mà hiếu khí mình có Bacillus, các cái đuôi Bacillus. Rồi mình có cầu khuẩn thì mình có Staphylococcus aureus. Rồi mình có Streptococcus pneumoniae. Mình có Enterococcus faecalis và Phasium. Phasium faecalis. Còn đối với kỵ khí thì là âm kỵ khí thì có Bacteroides faecalis. Bacteroides faecalis. Bacteroides fragilis nha. Đó. Yeah. Rồi, còn gram dương kỵ khí mình có Clostridium, Clostridium difficile, Clostridium tetani, Clostridium beringen, Clostridium botulinum, Lactobacillus. Đó là những con vi khuẩn. Các chị phải nhớ cái bảng này tại sao? Tại vì tôi sẽ cho các anh chị những cái thuốc kháng sinh mà nó có nhạy cảm trên con nào gram dương, con nào gram âm, hoặc là những cái bệnh lý nhiễm con vi khuẩn nào và dùng kháng sinh nào, thì các anh chị phải lựa cho đúng. Rồi, cái này cái nhất. Slide tiếp theo. Rồi, cái này cũng sẽ có nội dung thi, nhưng mà các anh chị sẽ nhớ cho tôi là cái vị trí mà những con vi khuẩn này nó hay ở. Vị trí con vi khuẩn nó hay ở. Ví dụ như là ở khoang miệng thì có những con vi khuẩn nào? Hầu họng nè. Trên da thì có những con vi khuẩn nào? Đây. Đường ruột có những con vi khuẩn nào? Và âm đạo và vagina nó có những con vi khuẩn nào? Chị nhớ giùm cho tôi cái này. Rồi, một số đặc điểm ví dụ như là lysosome hoặc là màng nhầy, biểu bì da, axit dạ dày, những cái yếu tố mà giúp cơ thể kháng lại vi khuẩn đó. Rồi. Con đường lây nhiễm. Con đường lây nhiễm có những con đường chính là con đường nào? Có 5 con đường, những con đường chính từ người sang người. Đó, cái này mình cần nhớ thế thôi. Rồi đây các anh chị sẽ học cho tôi cái bản đề kháng kháng sinh. Đề kháng kháng sinh. Coi là những kháng sinh nào bị đề kháng tự nhiên với những con vi khuẩn nào. Những kháng sinh nào đề kháng tự nhiên với con vi khuẩn nào, chỉ nhớ hai cái đó thôi. Cái bản này không cần nhớ, cái khúc này không cần nhớ. Chỉ nhớ cho tôi là con vi khuẩn bị đề kháng tự nhiên với kháng sinh. Nhớ giùm tôi. Rồi cái này cũng vậy, vi khuẩn đề kháng tự nhiên với kháng sinh nào. Đó. Đặc biệt là lưu ý những cái kháng sinh mà người ta hay sử dụng phổ biến như là Macrolide, Lycopeptide, Aztreonam. Đó là những kháng sinh phổ biến. Rồi cơ chế đề kháng kháng sinh thụ nhận thì các chị nhớ cho tôi bốn cơ chế ở trong cái hình này. Bốn cơ chế: thay đổi điểm gắn kết, tiết ra enzyme bất hoạt thuốc, thay đổi borin và tạo bơm đề kháng. Và nhớ cho tôi những kháng sinh nào bị đề kháng theo cơ chế nào. Cái cột đầu tiên là thay đổi điểm gắn kết, thay đổi đích tác động á. Cái thứ hai, cột thứ hai là giảm tính thấm, là giảm sự hấp thu của kháng sinh vào bên trong vi khuẩn. Cái thứ ba là tạo bơm đề kháng để thuốc ra ngoài. Và cái thứ tư, cột thứ tư là cột tiết ra enzyme bất hoạt. Thì trong này nó sẽ có những cái kháng sinh bị đề kháng theo những cái cơ chế ở trong cái cột này. Thì các anh chị, nhiệm vụ các anh chị là anh chị học để các anh chị nhớ coi là kháng sinh nào bị đề kháng theo kiểu nào. Cái này chắc chắn có thi nha, hỏi rất nhiều luôn á. Rồi, bỏ qua hết. Cái này các anh chị coi sơ qua cho tôi. Rồi, cái này bắt buộc phải học, cái này sẽ có câu hỏi thi cũng nhiều câu đó, 6 7 câu, 5 6 câu vậy đó. Tức là các chị coi cái gì, các chị coi coi là
cái tên gọi của cái biện pháp tại cái thời điểm trước nhiễm là người ta dùng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm, ngay sau nhiễm nhưng chưa có triệu chứng là điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Khi có triệu chứng thì đây là điều trị theo kinh nghiệm. Tiến hành cấy vi khuẩn để xác định vi khuẩn nào nhạy với kháng sinh nào thì là điều trị trúng đích ha. Nhớ giùm cái bảng này. Rồi ở cái slide này các chị sẽ nhớ giùm cho tôi là những cái kháng sinh nào mà có tính, có khả năng nó phân bố tốt trong mô xương và mô phổi. Những kháng sinh nào có khả năng phân bố tốt trong mô xương, mô phổi. Thì đây là cái chỗ nào mà các chị thấy chữ 2 nghĩa là phân bố tốt thì các chị đặc biệt lưu ý những cái kháng sinh nào mà nó phổ biến á. Ví dụ như là thằng fluoroquinolone nè. Đó. Trong mô xương, trong mô phổi. Thằng macrolide nè. Trong mô xương, trong mô phổi. À, thằng nào phân bố kém trong mô xương, mô phổi. Thì mình có aminoglycosid. Vancomycin thì các chị đơn giản, chị nhớ là những cái thằng nào mà nó phân cực á, thì nó ít phân bố trong những cái mô này. Còn thằng nào nó phân cực nhiều á, thằng nào mà phân cực nhiều á thì ít phân bố những cái mô này. Còn thằng nào mà ít phân cực á thì nó phân bố rất tốt những mô này. À, vancomycin, aminoglycosid, colistin. Rồi những cái kháng sinh nào mà nó colistin nó không có liên quan các chị, đừng có ghi nhận cái colistin. Những cái kháng sinh nào mà nó có tính thân dầu, thân nước ở cái cột này nè. Lipophilic là thân dầu. Hydrophilic là thân nước. Còn amphiphilic có nghĩa là lưỡng tính. Các chị nhớ giùm cho tôi. Đó, hai những một số điểm đó thôi. Rồi, cơ chế của kháng sinh. Cái bản này các chị phải học nha. Và cái điều lưu ý hôm bữa tôi nói với các chị, tại sao không dùng kháng sinh diệt khuẩn, tại sao dùng kháng sinh kiềm khuẩn. À, phối hợp kháng sinh diệt khuẩn kiềm khuẩn như thế nào thì em bữa mình có nói rồi, mình không nói lại nữa. À, thì nhớ những cái bảng này ha. Ai đang vô vậy, ai đang vô mà sao vô và lia lịa. Rồi tiếp nha. À, thôi cái này bỏ qua, cái này bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua. Rồi nhớ giùm cho tôi là cái cầu nối 5 phân tử glycine nối cái liên tạo liên kết chéo á, là 5 phân tử glycine nối thông qua một đầu là L-lysine và một đầu là D-alanine để tạo liên kết chéo. Rồi nhớ giùm cho tôi 3 giai đoạn tổng hợp thành tế bào, nhớ thôi. Nhớ là tế bào chất, pha tế bào chất để tổng hợp các thành tố. Và kháng sinh tức chế do pha tế bào chất là fosfomycin. Pha màng hay là vận chuyển các cái thành tố của beta-glucan xuyên màng để đi ra ngoài thì kháng sinh ức chế vô cái giai đoạn này là giai đoạn vancomycin, là vancomycin. Và cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn translicosyla, là cái giai đoạn mà các thành vancomycin tác động vô. Rồi pha thành là tạo liên kết chéo thì cái này là beta-lactam, vancomycin nó cũng sẽ tác động vô cái pha này luôn. Cơ chế tác động của beta-lactam, nhớ nó ức chế cái men transferida ha. Nó ức chế transferida và nó ức chế sự tạo thành liên kết chéo. À, những cái này các chị coi các chị hiểu thôi, tôi không bắt các chị thuộc lầm cái này. Rồi kháng sinh nhóm penicillin thì nhớ giùm cho tôi, penicillin nó hay được sử dụng, đặc biệt là thằng amox nó hay được sử dụng trong điều trị lậu nè, điều trị giang mai. À, phổ thì lưu ý là amox và ambi là phổ trung bình nhưng mà nó tác động nhiều trên rong âm. Còn rong âm là những con này nha, này phải tự biết rồi ha, nãy nói rồi. Bỏ qua cái này. À, nhớ nhiều cho tôi là cái giang mai nó hay sử dụng rocaine, benzene, penicillin hoặc là benzadine, penicillin. Là giang mai, điều trị giang mai. Rồi, tác dụng phụ thì mấy cái tác dụng phụ cơ bản của kháng sinh phải nhớ nha. Rồi nhớ giùm cho tôi là đa phần những cái thuốc ức chế men beta-lactamase hiện nay là chủ yếu ức chế cái men beta-lactamase dựa trên cơ chế serine chứ không có ức chế dựa trên những cái beta-lactamase mà có gốc ion kim loại nha các anh chị. Rồi ôi vô gì mà lác đác thế này. Rồi tiếp ha. Rồi
Những cái tên hoạt chất này các chị nên nhớ dùm. Cái nào ở thế hệ thứ nhất, cái nào ở thế hệ thứ hai, cái nào ở thế hệ thứ ba, cái nào ở thế hệ thứ tư. Và nhớ chỉ định của từng thế hệ. Ví dụ, thứ nhất thì chủ yếu, điển hình nhất là cefazolin, là dùng trong gì? Dự phòng phẫu thuật. Thế hệ thứ hai thì tác động chủ yếu, cái thằng mà sử dụng nhiều nhất là cefuroxim, là có thể dùng đường uống và có thể tác động trên viêm màng não. Thế hệ thứ ba thì đa phần điều trị viêm màng não và những cái nhiễm trùng gram âm. Trong đó điển hình nhất cho tôi là cefotaxim là điều trị viêm màng não rất là hiệu quả nè. Ceftriaxone là kháng sinh thế hệ thứ ba nhưng mà nó có hiệu quả trên vi khuẩn gram âm, và đồng thời nó có khả năng dùng một lần một ngày, dùng một lần duy nhất, dùng một lần duy nhất, T1/2 kéo dài và thải trừ qua đường mật. Còn trong cái này nhớ nhìn tôi, ceftazidime là cái kháng sinh có hiệu quả thuộc thế hệ thứ ba cefalosporin nhưng có hiệu quả trên trực khuẩn mủ xanh, tương tự với cái thế hệ thứ tư là những cái nhóm tác động trên trực khuẩn mủ xanh. Cetirolin thì tác động trên con MRSA chứ không tác động trên trực khuẩn mủ xanh. Rồi ha, đa phần kháng sinh cefalosporin thải trừ của nước tiểu. Rồi tiếp. Phổ này thôi, nhớ vậy đi. Rồi đó. Bỏ qua ha, bỏ qua. Rồi, carbapenem, monobactam. Carbapenem, monobactam thì nhớ như tôi là cái thằng carbapenem là một cái kháng sinh phổ rộng nhưng mà không có hiệu quả trên MRSA. Còn monobactam thì chỉ có một mình vi khuẩn gram âm nó mới có hiệu quả thôi. À, nhớ như tôi tác dụng phụ điển hình của carbapenem là co giật. À, co giật và nó điển hình nhất co giật nhiều nhất là thằng imipenem. À, và phải phối hợp với silastatin. À. Tiếp nha, các chị nghe rõ không? Nghe rõ thầy ơi. Đó, rõ thầy ơi. Nghe thầy rõ hơi không? Nhanh thôi thầy. Alo. Chậm chậm xíu đi thầy. Nghe rõ thầy mình có đang nghe không vậy? Alo, nghe rõ thầy, nghe rõ thầy ơi, nghe rõ thầy. Anh chị ơi, nghe rõ không vậy? Dạ, nghe có thầy ơi, có nghe thầy ơi. Okay. Nhớ trả lời giùm tôi nha, chứ không trả lời tôi không biết, tại vì cái này nó giới hạn thời gian á, tôi đang nói cố gắng nói cho nhanh để mình có một cái bài trọn vẹn chứ mất công đẩy ra đẩy vô nữa. Tiếp ha. Rồi. Kháng sinh aztreonam thì lưu ý là tôi tắt loa rồi hả? Nghe rõ không vậy? Lo lo thầy nghe không thầy? Rồi. Aztreonam thì các chị lưu ý là nó là kháng sinh tác động cho vi khuẩn gram âm nha các anh chị. Tác động trên vi khuẩn gram âm. Tác động cho vi khuẩn gram âm và nó dùng cho những người bị dính penicillin. À. Còn gram âm là gram gì, là con gì thì các chị phải nhớ từ cái slide đầu tiên đã tôi nói các anh chị, thì tôi sẽ lồng ghép giữa cái kháng sinh và cái con vi khuẩn. À. Lycopeptide và lipopeptide. Lycopeptide đặc tính của kháng sinh này là nó tác động cho vi khuẩn gram dương. Nhớ nha, tác động chỉ trên vi khuẩn gram dương và một số vi khuẩn kỵ khí, đặc biệt là con Clostridium. Đặc biệt là con Clostridium. Và nó không dùng đường uống được ha, vancomycin thì không dùng đường uống được đường tiêm hết ha, lycopeptide hay là lipopeptide đều dùng đường tiêm hết. Thì cơ chế tác động chị nhớ giùm cho tôi là vancomycin nó sẽ gắn cái đầu tận cùng DLA để nó ngăn sự tác động của cái transpeptida là BBB, nó ngăn tạo nên các chéo ha, và vi khuẩn đề kháng lại vancomycin bằng cách thay đầu tận cùng D-alanine bằng D-lactate, nhớ giùm cái này. Ngoài ra, vancomycin còn ức chế quá trình trang glycosylase, tức là chuyển vị góc đường ở giai đoạn màng nữa. Ha, đó là hai cơ chế của cái thằng lipopeptide và vancomycin. Phổ nhớ giùm cho tôi cái phổ nha, vi khuẩn gram dương. Đừng có nhớ gì nhiều hết, nhớ cho tôi hai con thôi, ba con thôi. Thứ nhất là con chắc chủng Clostridium, đặc biệt là Clostridium difficile thì dùng đường uống vancomycin để điều trị tại chỗ. Cái chủng thứ hai là những cái con như Enterococcus faecalis. Đó, hoặc là Phasium. Cái chủng thứ ba là chủng
Streptococcus pneumoniae, và chủng thứ tư là có con MRSA, nhớ vậy thôi. Những con rất là điển hình ha. Rồi tác dụng phụ của vancomycin. Tác dụng phụ của vancomycin là các chị lưu ý là nó sẽ gây ra hội chứng người đỏ nè, gây độc thận, độc tai. Độc tai thì ít hơn, độc thận nhiều hơn. Rồi còn giải thích cụ thể thì tôi đã giải thích cho anh chị ở những slide cũ mà tôi không nói lại. Rồi lipopeptide thì sao? Lipopeptide thì cơ chế tác động của nó đặc biệt, cho chị lưu ý là lipopeptide mà điển hình là daptomycin, nó là một chất có tính lưỡng cực, có nghĩa là nó vừa thân nước mà vừa thân dầu. Vừa thân nước là do cái đám aminoglycosid này nè, vừa thân dầu là do cái acid decanoic. Thì cái cơ chế của nó các chị nhớ là nó sẽ tác động trên vi khuẩn gram dương, nhưng mà tác động ở màng trong vi khuẩn gram dương, ở màng tế bào của vi khuẩn gram dương, nó làm lủng cái màng tế bào ha, và nó tạo ra sự thất thoát ion kali từ bên trong vi khuẩn ra bên ngoài. Và cái daptomycin này là nó được sử dụng như là một kháng sinh thay thế cho những trường hợp bệnh nhân bị đề kháng với vancomycin. Các anh chị, bệnh nhân bị đề kháng với vancomycin thì có thể sử dụng daptomycin, có thể sử dụng linezolid ha. Đó là những cái kháng sinh mà hay sử dụng cho trường hợp bị đề kháng vancomycin. Rồi lưu ý là daptomycin này không dùng được cho những người bị viêm phổi do Streptococcus pneumoniae nhé. Và daptomycin này không nên sử dụng chung với statin, rosuvastatin, atorvastatin, không dùng chung. Rồi bỏ qua tiếp, bỏ qua. Rồi bolimycin, fosfomycin. Fosfomycin này các chị nhớ giúp cho tôi cái cơ chế của nó và cái đoạn tác động của nó là giai đoạn tác động trên pha tế bào chất, ức chế sự hình thành N-acetin muramic acid nha các anh chị. Rồi ức chế cái tác động của fosfomycin là nó sẽ gắn lên trên cái MUA, enzyme MUA, và ức chế sự hình thành N-acetin muramic acid. Do đó vi khuẩn nó có cách đề kháng là gì? Đột biến cái MUA này, hoặc là đột biến cái transporter giúp hấp thu fosfomycin. Đột biến cái transporter giúp hấp thu fosfomycin. Rồi còn 10 phút thôi là nó dăng ra rồi, cho nên nếu nó lỡ dăng ra thì mình sẽ quay vô lại nha. Quay vô lại cái link cũ luôn á, cái link mà các anh chị vô nãy giờ, các chị cứ quay vô lại thì tôi sẽ mở lại cái link cũ ha. Thầy ơi, thầy nói lại cái chỗ này là về vi khuẩn đề kháng bằng cách đột biến MUA với rồi. Đột biến gì á. Trời ơi, bây giờ còn tiếp tục vô nữa, trời luôn. Lưu ý là cái chỉ định của fosfomycin này là tác động trên những con, nhưng trên những cái trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp tiêu hóa, và đặc biệt là nhiễm trùng tiểu, nhiễm trùng sinh dục, tiết niệu. Cơ chế đề kháng ngoài những cái cơ chế hồi nãy mình nói là thay đổi cái transporter, thay đổi cái MUA, thì nó còn có thể tiết ra cái men FOSA, FOSB, FOSX để cắt cái vòng epoxy của fosfomycin. Bolimycin thì các chị lưu ý là cái R6 là cái vị trí, nếu mà nó thay bằng D phenylalanine thì nó là bolimycin B, còn bolimycin E thì R6 là D-leucine, và cái này là colistin nha. Bolimycin E là colistin. Thành phần giúp quyết định cái tính kháng khuẩn của bolimycin chính là LDAB hay là D-aminobutyric acid. Nó là một cái acid amin mang điện tích dương, nó sẽ liên kết với cái gì? Liên kết với thằng lipopolysaccharide của màng tế bào vi khuẩn gram âm, để nó phá hủy vỡ màng tế bào, làm thay đổi xáo trộn cấu trúc màng ngoài màng trong, và tạo gốc tự do để tiêu diệt vi khuẩn. Còn tạo gốc tự do như thế nào, tại sao tạo gốc tự do, vui lòng coi nghe lại cái bài giảng cũ. Lưu ý là cái thằng này chỉ tác động trên vi khuẩn gram âm, tác động trên vi khuẩn gram âm mà đề kháng thôi nha. Rồi cơ chế đề kháng của vi khuẩn đó là thay đổi điện tích của lipopolysaccharide, kháng sinh ức chế tổng hợp protein vi khuẩn. Tại sao kháng sinh ức chế tổng hợp protein vi khuẩn không tác động trên ức chế tổng hợp protein người? Bởi vì protein người được tổng hợp từ ribosome 80S. Quá trình tổng hợp này Kato sẽ không nói lại, tại vì cái này các chị tự nghe trong bài giảng, nó lại rất tốn thời gian.
Phải ở giờ mới vô. Tiếp. Cơ chế có từng cái. Aminoglycoside. Aminoglycoside, kháng sinh, đường, tim, không dùng đường uống được, trừ neomycin để điều trị tại chỗ, điều trị diệt khuẩn tại chỗ trước phẫu thuật. Vì neomycin nó cũng rất độc cho nên người ta cũng không dùng đường toàn thân ha, mà dùng đường tại chỗ thôi. Rồi, aminoglycoside rất là phân cực ha. Rồi, cơ chế tác dụng của aminoglycoside, các anh chị học dùm cơ chế tác dụng ở slide này. Và nhắc lại là aminoglycoside nó không ức chế tổng hợp protein mà nó gây rối loạn quá trình tổng hợp protein vi khuẩn ha. Tại sao aminoglycoside nó chỉ tác động trên vi khuẩn gram âm hiếu khí mà không tác động trên vi khuẩn kỵ khí? Thì cái slide này tôi có nói về vấn đề đó. Chị có về các chị nghe thêm ha. Và tại sao chỉ cần một phân tử aminoglycoside thì nó lại tạo ra được tăng sự hấp thu của nhiều phân tử aminoglycoside khác? Là do cái protein lỗi nó sẽ gắn lên trên thành cái màng tế bào á. Thì cái này các chị về nghe thêm cái chỗ này. Rồi còn cái cơ chế này thì các chị không cần nhớ ha. Cơ chế tác động diệt khuẩn dựa trên rối loạn chuyển điện tử thì các chị không cần quan tâm. Rồi phổ nhớ dùm nha. Phổ tác động, đặc biệt là những con nam âm. Tôi có thể hỏi những con nam âm, nam dương, con Mycobacteria vi khuẩn lao á, thì chỉ có một mình thằng Streptomycin là có hiệu quả. Amikacin cũng có hiệu quả nhưng mà Streptomycin nó điển hình hơn. Không qua được hàng rào máu não nha, thải trừ hoàn toàn của nước tiểu. Tác dụng phụ, về xem lại các tác dụng phụ trên tai, cơ chế. Tác dụng phụ trên thận, cơ chế. Gây liệt cơ, cơ chế. Tôi sẽ không nói lại nữa đây nữa. Rồi, học dùng cho tôi cái so sánh độc tố, độc tính trên tai và trên thận của các kháng sinh trong nhóm. Cái nào ít độc nhất, cái nào nhiều độc nhất ha. Cái nào độc nhất, cái nào ít độc nhất ha. Nhớ giùm. Rồi, cơ chế đề kháng, nhớ giùm ba cái men này ha. Và vị trí tác động của ba men này. Cái thằng Adenosine transferase là tác động trên nhóm amino, còn hai thằng còn lại là tác động trên nhóm hydroxy. Rồi, macrolide. Macrolide thì các anh chị lưu ý là cơ chế của nó ức chế sự chuyển vị RNA vận chuyển từ A sang P, ức chế hoạt động qua cái enzyme betaine transferase. Cái này là cơ chế phụ. Và nhớ là cái macrolide này gắn lên trên tiểu đơn vị 50S này các anh chị. Nó tạo hiệu ứng không gian, nó ngăn chặn sự di chuyển của RNA vận chuyển. Rồi, tương tác thuốc. Ba thằng này là ba thằng gây tương tác thuốc. Thằng AZ ít tương tác cho nên có thể dùng để thay thế cho ba thằng này. Thải trừ qua gan thì đa phần là thải trừ qua gan, trừ thằng Clary thải trừ qua nước tiểu. Trời ơi, giờ này mới vô. Nhớ, erythromycin là chất có hoạt tính. Là chất có hoạt tính. Nha các anh chị. Còn ba thằng kia là ba chất tiền chất phải cần gan chuyển hóa cho nên thường những chế phẩm bôi ngoài thì dùng erythromycin. Và lưu ý là những cái con vi khuẩn mà gây bụng trứng cá, Probionibacterium acnes là người ta có thể sử dụng kháng sinh này hoặc là doxycycline để điều trị. Còn nếu dùng AZ thì dùng được uống, các anh chị Clary thì được uống. Rồi phổ, coi chơi là cái phổ, nhớ cái thằng macrolide này với thằng tetracycline, hai thằng này là có tác động rất tốt cho những con vi khuẩn không điển hình mà vi khuẩn nội bào nha các anh chị. Mycoplasma vi khuẩn nội bào nè, Chlamydia vi khuẩn nội bào nè. Bacterium avium complex cũng là vi khuẩn lao nè. Thì nó cái hai cái thằng này nó tác động rất là tốt. Con bạch hầu, nhớ giùm con bạch hầu nữa nha. Macrolide có điều trị những cái trường hợp nhiễm bạch hầu. Rồi, macrolide thì không hiệu quả trên kỵ khí lắm nha các anh chị. Nhưng mà cái kháng sinh erythromycin á thì nó có thể mở rộng phổ hơn một tí. Rồi, tác dụng phụ, nhớ sơ sơ mấy cái tác dụng phụ. Cycline uy như vậy ha, cơ chế gắn trên tiểu đơn vị 30S ha, ức chế sự gắn của RNA vận chuyển vào vị trí A. Rồi, doxycycline là thải trừ qua đường mật nha. Còn lại các cycline khác thì thải trừ qua nước tiểu và một phần qua đường mật. Còn các doxy là chủ yếu thải trừ qua đường mật.
Rồi, phổ kháng khuẩn thì giống giống thằng kia, nhưng mà thằng Cyclin thì có hiệu quả trên con kỵ khí. Lâm Dương thì gần như không hiệu quả lắm. Nhưng mà cái thằng Tigercyclin á, Tigercyclin thì nó có hiệu quả. À, Tigercyclin nè, có hiệu quả trên cả tất cả các chủng vi khuẩn. Nha các anh chị. Ngay cả Acinetobacter nó cũng hiệu quả, nhưng mà nó lại không hiệu quả trên con trực khuẩn mũ xanh và con Proteus. Rồi tiếp. Tác dụng phụ, nhớ coi là tác dụng phụ. Lincosamide, clindamycin, nhớ clindamycin này phân bố rất tốt trong mô xương cho nên hay được sử dụng trong điều trị nhiễm trùng xương. Cơ chế của clindamycin tương tự như là macrolide. À, phổ của nó thì chủ yếu là phổ đâm dương. Nha các anh chị, phổ đâm dương. Và tác dụng phụ điển hình của nó là nó sẽ gây ra viêm ruột kết màng giả. Do nó không có hiệu quả trên con Clostridium difficile. Nó có thể hiệu quả trên những cái chủng Clostridium khác, nhưng mà nó không hiệu quả trên Clostridium difficile ha. Nó cũng có hiệu quả trên vi khuẩn kỵ khí như Bacteroides fagilis nữa nha các anh chị. Rồi sắp hết giờ rồi, chuẩn bị văng rồi. Chloramphenicol. Chloramphenicol ức chế cái bị gì? Betadine transferase. Ức chế quá trình transpeptidation, tạo nên các peptide giữa hai acid amin. Rồi thôi, bây giờ mình chuẩn bị văng ra ha, rồi quay lại ha, sắp hết giờ rồi. Nhớ là văng ra xong quay vô lại liền nha các anh chị. Bây giờ tôi kết thúc nha, tôi kết thúc để các anh chị quay lại nha.